đội nào đổ nước đầy bình đầu tiên thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Các anh các chị đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu ạ. Các anh các chị sẽ có 30 giây để chuẩn bị. Sao hôm nay bảo anh sân si? Thì mất thời gian thi tận vòng này rồi, cố lên chứ. Tâm Quân khỏe lắm. Chiến thắng lắm. Quân chủ phòng gym làm sao thắng được hội viên ưu tú? Đi, mình cố lên, được chưa? Tôi xong rồi. Sao? Sao? Chuẩn bị đi. Tình hình về căng đấy. Căng gì đấy? Tại hôm qua em tập nặng quá, bây giờ vẫn đói cả quá. Sao xong bây giờ hơi à? Đi chơi đi, tập làm gì? Đi biển ai biết được. Sao để chị cõng ta? Ồ thôi, chị làm sao mà cõng em? Thế làm sao? Thôi để em cố vậy, hơi chậm một chút thôi. Chậm thì chết à? Còn hơn là xấu hổ. Nào, lên. Hết mình nữa. Một, bắt đầu. Ôi thế, cố lên. Rồi. Hai tay, hai tay, hai tay, hai tay. Làm sao hả con? Là hai cái môi thơm thơm nhau ấy mà. À thơm nhau là hôn nhau. Hôn. Ôi tuyệt vời quá. Mà Thôi nhanh vậy. Làm lại em chưa chụp ảnh. Làm lại nhanh. Lại nào. Ôi tay run quá. Mất lên. Làm lại giúp em ạ. Làm lại ạ. Vâng ạ, làm lại ạ. 2, 1, xin mời. Xin chúc mừng cặp đôi kỳ thú 2024. Chúc mừng anh chị. À, các con ơi, ra đi. 60 triệu á? Nào, ăn nhòe không hết đâu. Mỏi quá. Đây. Đấy, xong rồi. Cái gì ngon nhất thì mang ra. Nào. Thằng kia. Dậy đơ một tay đi, cứ nằm đây. Ừ, mệt chứ gì. Trời ơi, ông này hôm nay bị ngã mấy quả liền. Không nhận. Đây. Hai đứa này hôm nay mệt nhất đi, ngã lên ngã xuống. Chưa bao giờ thi một cuộc thi nào mà nó lại mệt mỏi mà nó tốn chất xám như cuộc thi này cả. Thế thì đã được 60 triệu. Đây là chủ phòng gym đấy. Ngã mấy lần liền. Tưởng thế nào. Nhưng mà nói thật nhé, hôm nay mà có được 60 triệu này á, công của bà lớn lắm đấy. Bà phải chân gỗ mãi đấy, bao người ta mới vỗ tay mới cười chúng mày như thế đấy. Bà chân gỗ bằng cách gì đấy? Ôi chưa kể nhá, bà phải móc tiền túi ra, bà phải mua mấy chục nghìn tiền nước để hối lộ đấy. Để hóa ra là bà chạy dây người ta. Rồi, bà chiêu trò. Nào. Bia. Bia ơi. Nào, bia. Bà uống được không? Một năm mới uống một lần. Bây giờ bà đi. Nào, nhấp bồi thôi nhá. Kệ thôi. Hôm nay tôi uống thì có mà giờ hơi à? Yo. Ăn đi các con. Ăn đi bà, con ăn bà. Mấy khi 60 triệu. Thank you.
thề với bạn là nhìn vợ chồng bạn hạnh phúc này tôi vui cực kỳ luôn. Ôi, anh ơi, các con anh em mất bao nhiêu công sức mới có được cái bữa ăn này. Rồi rồi rồi. Anh ơi, mày có biết đâu, anh em tao mà phải. Ôi. Ôi. Đâu. Sao không? Đi. Sao không? Đúng mà thiếu. Kệ nó chung lắm, mình ăn đi. Các con mình ăn, kệ chung lắm. Sao mà không biết bơi? Em trẻ em đấy, em biết bơi mà, đàn ông không biết bơi chết à? Nước có đến bụng thôi chị ơi. Cạn đấy mà con, không sợ đâu. Như được cái mát. Không. Cắt. Yeah. Đánh nhau à? Không phải đi rồi.